được giới thiệu thêm một lần nữa. Chúng ta đang được thưởng thức bài chiên sử dụng trong lễ tế thi, tức là lễ bỏ mã của người Gia Rai. Lễ tế thi và lễ bỏ, tức là lễ bỏ mã, là một nghi lễ vòng đời quan trọng của người Gia Rai nói riêng và các đồng bào đang sinh sống trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Và đây là dịp để bà con nói lời từ biệt cuối cùng đối với người đã khuất, người thân gia đình của mình đã ra đi, và đưa tiễn họ về một thế giới mới tốt đẹp hơn, vui tươi hơn. Nên lễ tế thi cũng là dịp mà để bà con vui chơi, giải trí, gặp gỡ lẫn nhau sau một giờ làm việc buồn và vất vả. Quý vị đang được thưởng thức chương trình cầu chi cuối tuần, thưởng thức và trải nghiệm do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức vào buổi tối thứ ba hàng tuần, trong khung giờ từ 19 đến 21 giờ tại đây. Và trong chương trình hôm nay là phần trình diễn của các nghệ nhân người Gia Lai đến từ huyện Chư Prong.